lại là anh chém chừng cao lớn nửa con thôi à. Anh nhiều anh dụng trả tiền chết luôn. Rồi tức anh là tung. Dạ hôm nay con nướng có người mua hết. Này giờ bé Duyên bán hết sớm mọi người. Mình mới vừa qua là đã bán hết rồi. Anh tung gì, tung luộc hay là tung thích ăn luộc tung nướng. Duyên ơi, em chiều em được đi ăn hải sản thì bây giờ trong đầu em đang nghĩ là em sẽ ăn món gì? Ăn cua luộc với tôm luộc chấm muối. Tôm hồng mà anh lấy ca hả? Không biết nữa, thôi bây giờ trễ rồi em đi đã. Hiện tại thì bây giờ mới có 4 giờ kém thôi à, mà Duyên đã bán hết cà tím rồi nè. À, quán cháo vịt nè các bạn. Đây là quán cháo vịt của dì Ba, người mà đã cho Duyên một cái góc phía trước để bán cà tím á. Thì từ lúc mà bé Duyên được mọi người biết đến á, thì quán cháo cũng rất là đông khách các bạn. Các bạn xem quang cảnh phía bên trong ha. Đây, mình tới gần 4 giờ kém rồi, bé Duyên cũng bán xong rồi cho nên không có gì quay hết. Và quay cái quán cháo vịt cho mọi người xem. Đây là những bịch bữa này là cái gì vậy? Đây là những bịch cà tím đã vô bịch sẵn rất là nhiều luôn. Gọi chưa? Gọi Mi nó gọi rồi đó. Hả? Đây là của một nhà hảo tâm ủng hộ 20 phần cà với lại hai con vịt để ủng hộ cho những người có hoàn cảnh khó khăn các bạn. Mình tới trễ cho nên là chỉ quay được có nhiêu đây thôi. Đây là cái gian bếp của quán cháo vịt Ba Chiến nằm ở số 210 Nguyễn Duy Trinh, quận 2 các bạn. Anh chặt rất hay luôn. Vô họp cho khách. Nhìn cái tủ vịt rất là bắt mắt các bạn. Rồi, mình đứng phía trước quay vô cho các bạn thấy rõ cái tủ đồ ăn. Nhìn rất là bắt mắt các bạn. Quán rất là rộng rãi.